Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Sắp tới đây. Dạ, vừa nãy anh Quang Trường có nói về cái câu chuyện là việc phát triển của công nghệ thông tin đúng không? Nó đã kết nối người Việt, cũng như là anh gặp lãnh đạo ủy ban thì có nói là ủy ban người Việt Nam nước ngoài của Ngoại giao có nói là người Việt ở đâu cũng có thể đóng góp được với quê hương của mình, miễn là có thiện tâm thiện ý với đất nước đúng không ạ? Theo anh Hùng thì anh thấy là cái điều kiện của Việt Nam hiện nay nó giúp cho cái việc là rút ngắn sự cách biệt giữa người Việt ở nước ngoài với người Việt trong nước khi mà nhìn về đất nước như thế nào? Thưa anh Hướng, hồi nãy có hỏi câu hỏi mà tôi nghĩ nó sẽ trả lời câu đó, nó đi với cái câu trả lời câu này của anh luôn. Tôi có nói cái câu đầu tiên đó là tôi nói về hai bác đã từng đi cải tạo 13 năm là cấp tá, hai bác ở Houston. Hai bác nói rằng là hai bác là mong muốn là được ôm mọi người. Nhưng mà hỏi hai bác là tại sao không ôm? Hai bác nói là chứ không tin. Tại sao còn khó khăn? Khó khăn là đòi chúng tôi về nước là phải thành thật khai báo là gì? Nếu mà đã tin nhau rồi bây giờ cho chúng tôi cơ hội đi. Chúng tôi về khỏi phải viết giấy, viết tờ. Tôi về nếu mà tôi làm bậy thì bắt tôi không làm bậy thì thôi chứ. Thì tôi nghĩ đó cũng là một trong những cái tâm tư của người Việt ở hải ngoại bây giờ, đó là họ muốn lá rụng về cội. Nhưng mà họ có một cái cảm giác như thế nào là hình như các cái thủ tục, đây là tôi không nói là của riêng ai, nhưng họ có cảm giác là các thủ tục còn quá khó cho họ. Vì ở nước Mỹ có câu nói rằng là chúng ta không bắt những người chưa phạm tội mà, khi nào phạm tội mới bắt chứ. Thế là, và ngay cả cái chuyện mà bắt họ đi nữa là cũng có quyền được coi là vô tội trước khi mà xét xử mà. Cho nên là các bác đó nói với tôi đó là về, nhưng mà chưa gì đòi hỏi tôi là cam kết cái này, cam kết cái nọ, làm sao tôi dám? Đó là những cái điều mà tôi cũng muốn chuyển đạt lại đúng, là có những gì của đất nước đang xảy ra là tôi có đưa ra những hình ảnh đất nước phát triển và rất là cởi mở, nhưng mà cũng mong rằng các vị có trách nhiệm cũng bớt vấn cái đề thủ tục như thế nào đó để cho họ cảm thấy rất là đơn giản cho họ về. Họ cứ về đi. Mà khi họ về họ thấy đất nước mình như vậy, theo tôi nha anh Hướng, cái ước vọng của họ, cái mong muốn lớn nhất của họ là cho đất nước phát triển. Và họ muốn đóng góp vào cái sự phát triển đó. Họ thấy đất nước phát triển là họ mừng. Bây giờ họ sợ họ không dám về, thì họ cứ đứng từ xa, họ cứ nói gì đó. Nói nhiều khi họ không hiểu hết. Cái cách hay nhất là cứ để cho họ về một cách rất là tự nhiên đi. Rồi họ làm cái gì sai thì mình xử lên trên cái sai đó. Còn họ thấy rồi, tôi đánh giá đó, họ về một lần thôi là họ trở về hoài hoài với đất nước này. Tôi có một thắc mắc một chút thế này. Anh trước đây ấy, thì cũng có những cái góc nhìn khác biệt đúng không? Yeah. Cách đây hơn 10 năm có cái nhìn khác biệt. Rồi anh Quang Trường ngày xưa là cũng làm việc ở báo chí ở bên Hoa Kỳ đúng không? Từ cái thực chứng các anh về trong nước thì có thấy có khó khăn gì không? Có chứ. Có thấy khó khăn gì từ cái thực chứng các anh về trong nước thì anh thấy là chứng minh được điều gì cho các anh những người ở nước ngoài là thấy là tôi về trong nước tôi đi lại các thứ là. Thưa anh Hướng, nếu mà trường hợp tôi thì tôi là tính là con người nói thẳng, tôi nếu mà không được có những người như là nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã nói rất là rõ ràng là ông lấy cả sinh mạng của ông ra, ông bảo chứng là ông Hoàng Duy Hùng là con người quay về với tổ quốc thì tôi mới được về chứ. Đó là một cái những cái bước đầu thủ tục. Có những người bây giờ đó là tôi đi về mỗi một lần như vậy, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn là phải mang cả cái sinh mạng chính trị ra. Mà nếu mà bây giờ đó, thí dụ như bây giờ đó là nếu mà tôi về mà hồi đó nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn không có bảo chứng đi thì họ không cho thì sao? Tôi mất cơ hội và tôi sẽ không nhìn thấy được những cái sự thật. Và nếu tôi không nhìn thấy ra sự thật thì tôi không có dám tuyên truyền, tôi không dám nói ra những cái điều mà tôi chưa thấy. Cho nên tôi vẫn phải biết ơn nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Và tôi cũng mong rằng là cái việc mà nhiều
cơ quan muốn rằng là phải qua những cái thủ tục, nó có cái thủ tục, cái bước đầu đó nó khó, nó rất nhỏ nhưng mà là rất khó với nhiều người. Tôi nhớ là cái hồi mà tôi về với tư cách là nghị viên mà còn phải được nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao bảo chứng, rồi tôi cũng phải viết đơn. Lúc đó tôi có nhớ tôi viết là tôi xác nhận tôi về đất nước này là với tư cách là để xây dựng đất nước, yểm trợ cho Đà Nẵng và Houston, và tôi hứa không có làm cái gì sai trái ở trong nước Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là cái lời đó tôi viết thì là cái lòng thành của tôi. Nhưng mà nếu mà tôi là cái con người lật lọng thì sao? Cái lời đó mà yêu cầu tôi phải viết nó vô nghĩa. Tôi nói thiệt là như vậy, cho nên là tôi cũng biết có một số người họ muốn về, nhưng mà họ lại ngại rằng là ôi lỡ có chuyện gì, họ nói không tin được Cộng sản. Cộng sản dùng cái đó ra rồi để mà gọi là làm bí mật họ, mà họ lớn tuổi rồi họ không muốn cái chuyện đó. Tôi nghĩ rằng là ngay cái việc mà đòi hỏi cái bước đó là không nên nữa. Đối với tôi, anh về mấy lần thì bây giờ thấy sau thì không có. Anh về mấy lần rồi thì bây giờ thấy là có thể tin được chưa? Tôi thì tin hoàn toàn, không? Cái bước đó là cái bước đầu tiên, cái thời gian đầu mới khó, nhưng mà cái bước sau cái bước đó thì rất là dễ dàng tin tưởng. Tôi nghĩ rằng là những người họ muốn về không cần phải có ai bảo chứng, không cần gì họ phải nói ra, họ cứ việc về và bên mình cứ cho họ về thoải mái, rồi ai làm bậy thì đối xử với người đó là tốt nhất. Tôi thấy là thế này, tôi thấy là có thể là có những cái nó về mặt thủ tục ấy, vì các anh là người gốc Việt đúng không, nhưng vẫn là hộ chiếu nước ngoài đúng không, vẫn hộ chiếu nước ngoài. Hộ chiếu nước ngoài có nghĩa là người nước ngoài, thì có thể là đôi khi nó có những cái thủ tục riêng đối với người nước ngoài thế này thế kia. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi thấy là chẳng hạn như thực chứng thời gian gần đây thì có rất nhiều ca sĩ hải ngoại đúng không, rất nhiều ca sĩ hải ngoại về trong nước biểu diễn, rồi rất nhiều người nước ngoài, cái số lượng người vì gốc Việt ở nước ngoài về trong nước hàng năm. Hai năm Covid vừa rồi thì không nói, nhưng mà trước đấy mỗi năm khoảng hàng triệu người đúng không, nhất đặc biệt là dịp Tết thì cũng không thấy nhiều người, là đa phần là cũng nói là cái thủ tục đi về rồi hàng không rồi đi lại các thứ nó rất thuận tiện. Thì cũng có thể có một cái vấn đề nó liên quan đến chẳng hạn như là đối với người nước ngoài thì nó có khác. Nhưng mà tôi thấy anh Quang Trường thấy thế nào? Tôi thì tôi nghĩ là trường hợp của anh Hùng hoặc là một số trường hợp anh đề cập thì mình cứ tạm gọi là những trường hợp đặc biệt đi, cho nên là có những cái chính sách để họ giám sát theo dõi. Bởi vì như chúng ta biết là đất nước Việt Nam của chúng ta đang phát triển mà mang theo cái gọi là cái những cái di sản về chiến tranh, con người khác biệt, cho nên chúng ta cũng cần phải có cái tinh thần giám sát hợp tác hai bên. Giống như anh Hùng vừa mới thừa nhận là sau những chuyến đó đi thì mọi chuyện nó dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta cũng đồng thời cũng phải hiểu được cái tâm lý của những cái người các bác lớn tuổi ở bên nước ngoài. Tôi đánh giá là ngay cả chính bố tôi đây, khi tôi mời bố tôi về Việt Nam sống, hồi hương vân vân, thì bố tôi cũng có một chút lăn tăn là những đồng đội của bố tôi bên kia họ nghĩ như thế nào, rồi khi bố tôi trở về thăm các con bên Mỹ thì có bị đánh phá không. Cho nên là cái đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi nghĩ là nó tồn đọng bởi chiến tranh, bởi di sản khác biệt ý thức hệ. Điều mà tôi muốn nói là cái khó khăn mà có thể là những người ở xa trở về đó là cái ngộ nhận về cái đời sống ở Việt Nam. Có những người thì từ 47 năm chưa từng về, và thậm chí họ đóng chặt cái tâm tư suy nghĩ của họ. Họ không tham gia bất cứ hội đoàn nào, nhưng mà họ ở những cái vùng xa, vùng xôi, không phải là trung tâm nước Mỹ hoặc là trung tâm của những cái cộng đồng người Việt. Họ về Việt Nam thì họ bỡ ngỡ lắm, họ rụt rè lắm. Cho nên là vô vàn những cái khó khăn đó nó khiến cho họ trở nên những cái sự thụ động. Và tôi cũng đã là cái người mà đã từng gặp gỡ, tìm hiểu những con người như vậy, rất đáng thương. Do đó là những cái khó khăn thì vô vàn, nhưng mà tôi mong rằng bên phía Việt Nam, ngoài những cái thủ tục dễ dàng hơn, tạo điều kiện, và kể cả những người có những cái nhân thân đặc biệt, trong trường hợp đó có anh Hoàng Duy Hùng và những bạn bè trong những đảng phái của anh cũng vậy, thì tôi nghĩ là cái cam kết đó nó có cái giá trị để mà xác nhận rằng anh là người thực tâm như thế nào. Tôi ở đây thì tôi cũng có nhiều cái cuộc trao đổi, và tôi hiểu rằng những người có cái bổn phận để giữ an ninh cho Tổ quốc, giữ cái sự ổn định chính trị cho Việt Nam, họ có trách nhiệm. Nhưng đồng thời tôi có làm việc với rất nhiều những anh em, họ cũng rất tình cảm, và họ đặt cái niềm tin, và họ mong muốn rằng những người trở về có cái thiện chí,
thì hy vọng là đôi bên có một cái sự dung hòa với nhau và chúng ta sẽ có được những cái mùa xuân đông những cái con én trở về. Có lẽ vì thế mà chúng ta đặt ra câu chuyện là hòa hợp, hòa giải đúng không? Hai bên đều phải là giang tay ra với nhau, giang tay với nhau, mỗi bên đều hạn chế đi những cái còn vướng mắc kể cả về trong tâm thế cũng như trong những cái thủ tục. Có lúc nó cần thiết nhưng có lúc nó không cần thiết nữa, đến thời điểm nó không cần thiết nữa để mà người Việt trong nước và ngoài nước có thể bắt tay nhau, hòa hợp và kết nối lại với nhau. Cái mong muốn của người Việt khi mà ở nước ngoài, khi mà nhìn về đất nước, hướng về quê hương, cái mong muốn nhất hiện nay theo các anh thấy là gì? Anh hướng theo cái mong muốn của họ là họ muốn là ôm chầm lấy người trong nước và muốn cho đất nước phát triển. Điều mà anh hướng vừa mới nói là đúng, đó là cái thời điểm. Tôi nghĩ là cái thời điểm trước đây của tôi đó, từ đây nè, trước đó, là những anh em bên an ninh đó, họ làm việc như vậy là rất là đúng. Là vì sao? Họ phải bảo đảm được an ninh, đó là trách nhiệm của họ. Tôi cũng đã từng nói với hai bác kia đó là nếu hai bác ở trong cái vị thế của họ thì hai bác cũng phải làm như vậy không? Thì nó đúng. Nhưng mà họ nói là nhưng bây giờ chúng tôi già 90 tuổi rồi, bây giờ còn phải là còn phải, chúng tôi không muốn cái chuyện đó. Chúng tôi là lỡ có chuyện gì chúng tôi không sống được. Cho nên đôi lúc là bây giờ là cái thời điểm các những người mà như là trẻ là 50, 60 như tôi á, thì cũng có nên thì đúng. Nhưng mà mấy ông già 90 tuổi rồi thì mình cũng nên cái thời điểm mà mình du di cho mấy ông á, thì mấy ông vui hơn. Chính mấy ông già đó mới chính là cái tác nhân lại cho thế hệ con cháu. Thì tôi cũng nói vậy thôi, đó là cái nhìn. Mình đã là anh em, mình nói thiệt với nhau, nói thật như vậy. Thì tôi có nói thiệt với các bác là nó không phải giống như các bác suy nghĩ đâu, là không có khó khăn gì. Họ chỉ làm cái bổn phận đó là giống như là một cái lược thôi, bảo đảm cho cái vấn đề mọi chuyện tốt đẹp. Và chính họ lại còn bảo vệ các bác hơn ai hết. Nhưng họ lại nói là chứ chúng tôi không biết được. Tại vì sao? Chúng tôi già rồi, có chuyện gì đó thì không phải bên này, ở bên kia. Ở bên kia họ chửi, họ chịu không nổi nè. Anh Hướng biết rồi, ở bên kia nó chửi dơ lắm, không chịu nổi được đâu. Một tí xíu thôi, chỉ cần có một chút xíu nào thôi là mấy ông chịu không nổi. Chính cái tâm trạng đó là tôi sợ dùm cho mấy ông. Mấy ông từng nói với tôi như vậy là anh Hướng, không biết ông Hùng, ông cái mặt ông dày, ông chịu đựng được, chứ còn chúng tôi chỉ cần bị chửi từng đó là xong rồi đó. Máu lên tới não là xong. Cho nên nó tùy người. Thì thôi, thì bây giờ đó là những cái chuyện mà chúng ta cũng mở lòng với nhau. Và nhân cái cơ hội này tôi cũng nhắn nhủ thật với các bác bên kia, đôi lúc cái thủ tục nó nhỏ chút xíu đó không phải vì họ muốn làm khó dễ, mà là vì vấn đề trách nhiệm của những người như vậy. Nhưng mà nếu mà đã các bác mà muốn tôi đi nói lên cái ý này thì tôi đã nói hết mình rồi, không sao đâu. Chuyện đó là chuyện rất nhỏ, mấy anh em còn tình cảm hơn các bác nghĩ. Một lần đi rồi các bác sẽ biết. Về câu chuyện thủ tục thì tôi cũng chia sẻ với các bác của bên Mỹ thế này này. Không phải người Việt mình bây giờ là sang Mỹ rất là nhiều. Đúng không? Kể cả thân nhân người Việt sang Mỹ rất là nhiều. Nhưng không phải ai lần đầu đến đại sứ quán Mỹ xin visa mà người ta cũng đồng ý. Đúng rồi. Có những người đến xong rồi không được cấp visa. Thì tôi có hỏi bảo là vì sao sứ quán Mỹ không cấp cho bác? Họ bảo là ngay ở sứ quán Mỹ người ta cũng chẳng nói gì. Người ta không cấp là người ta không cấp thôi. Có nghĩa thế này này, ở nước nào cũng thế, mà đặc biệt ở đây như các anh ở Hoa Kỳ, đại sứ quán Mỹ người ta cũng phải làm bổn phận của họ, đúng không? Người ta thấy là những trường hợp nào có thể cấp visa đến thăm nước Mỹ được, rồi những trường hợp nào có thể là vì lý do nào đấy người ta không cấp visa để vào nước Mỹ được, thì đấy là cái câu chuyện về mặt thủ tục, đúng không? Về mặt thủ tục mà nước nào cũng thế khi mà làm việc, thì tôi nghĩ rằng những cái đấy khi mà chúng ta vượt qua được thì việc trở về đất nước, việc đi kể cả ở trong nước sang bên với nước Mỹ cũng như đi với các nước thì nó hết sức là bình thường, hết sức là dễ dàng. Vấn đề còn lại là cái tâm thế của mình có thực tâm, có thật mong muốn về thăm quê hương, có thật tâm kết nối giữa cá nhân mình ở nước ngoài, giữa cộng đồng của mình ở nước ngoài với đất nước hay không. Tôi nghĩ là như thế. Còn việc trở về, việc đi lại bây giờ
như thực chứng anh Trường ở trong nước phải 5-7 năm rồi đúng không, nhiều năm rồi. Anh Hùng về trong nước cả tháng vừa rồi, mấy tháng vừa rồi, thì tôi thấy là đến thời điểm này vẫn bình thường khỏe mạnh đúng không? Vâng. Anh Hướng nói một cái câu chuyện mà tôi nghe thấy rất là trúng. Cái hồi tôi qua bên, lúc đó là nghị viên, đi qua bên Quảng Châu, thì tôi thấy rất là nhiều người Trung Quốc xin visa vô Mỹ, và họ đứng xếp hàng dài. Đa số những người đó là những người có khả năng tài chính, nhưng mà có một số người bị từ khước không được vô nước Mỹ. Thì tôi cũng là vừa là nghị viên cũng ấy, thì họ hỏi là tại sao cái việc của họ mà không có được vô nước Mỹ. Thì tôi nói rằng là không phải Mỹ không muốn cho vô, nhưng mà đó, có những cái mà quý ông quý bà không được làm rõ trong cái trường hợp cái thời gian đó, đó là họ nghi thôi, là qua bên đó là muốn sanh con ở bên đó rồi đi về, thì con nó sẽ trở thành có công dân Mỹ. Thì họ không muốn cái chuyện đó. Bây giờ ông bà phải làm sáng tỏ như thế nào, là tôi qua đây tôi thăm nước Mỹ chứ không phải là tôi qua tôi đẻ con bên đó. Thì tôi cũng muốn nói với các bác ở bên Việt Nam, bên chỗ thành phố tôi á, là các bác muốn là phải chứng, tức là các bác phải hiểu rằng là nhà người ta mở cửa ra, nhưng mà nếu tại người ta có một cái lược là để gọi là gió nó vào, nhưng mà chặn những cái gì đó nó sai trái ruồi hay mũi gì đó, thì nhà nào ai cũng muốn như vậy. Cho nên các bác cũng đừng có đặt quá khó khăn về vấn đề đó. Tuy nhiên các bác nói thì cứ nói dùm cho các bác được bao nhiêu hay bấy nhiêu hơn anh Hướng. Vâng, nói như vậy. Và cái ý của anh là rất là chính xác. Vâng, dạ vâng. Và vì nó là cái câu chuyện thủ tục. Dạ vâng. Cho nên là đôi khi là không hiểu về thủ tục thì đôi khi lại suy ra câu chuyện khác, đúng không? Nó suy sang câu chuyện khác. Thành ra là như các anh thấy đấy, như các anh về xong rồi nhiều kiều bào về, đặc biệt thời gian mở cửa vừa rồi đúng không? Dạ. Kiều bào ở khắp nơi trở về thăm quê hương sau 2 năm vì đại dịch Covid, nhiều nơi đóng cửa biên giới rồi đóng cửa hàng không, thì tôi thấy là cái câu chuyện trở về bây giờ thì nó cũng không vấn đề gì, không vấn đề gì nhiều. Kể cả người Việt mình đi ra nước ngoài để làm ăn để sinh sống cũng không vấn đề gì nhiều. Vấn đề còn lại như anh Trường cũng đề cập, cũng như anh Hùng nói, là cái tâm thế đúng không? Yeah. Cái mong muốn của người Việt mình, vì có thể thời gian gần đây thì giới trẻ người Việt không chỉ ở Mỹ, ở các nước về Việt Nam. Rồi rất nhiều người khởi nghiệp đúng không? Rất nhiều người khởi nghiệp thành công rất là tốt. Rồi người Việt Nam mình ra nước ngoài làm ăn rồi sinh sống, kể cả bây giờ kinh doanh, vừa rồi là kêu gọi đầu tư kể cả sang bên Đức rồi sang một loạt nước. Kể cả người Việt mình sang Mỹ mua cả một cái thành phố nhỏ nhỏ, thị trấn nhỏ nhỏ đấy đúng không? Rồi sản xuất các thứ cũng là bình thường, cái giao lưu bình thường. Thì anh thấy là bây giờ các anh thấy là cái điều kiện để người Việt sống ở nước ngoài cũng như ở trong nước, hội nhập cũng như gắn bó với đất nước thì nó khác xưa như thế nào? Nó không khác nữa. Bây giờ thực sự phải nói rằng là người Việt ở trong này, cái tư thế, cái cách của người Việt bên trong này tài chính rất là vững. Cho nên qua bên đó mua rất là nhiều công ty này, mua luôn cả một cái thành phố nhỏ này. Và bây giờ thí dụ như VinFast của mình đã đi qua bên đó, cái vị thế của VinFast quá lớn này, làm cho cả nước Mỹ nhìn thấy Việt Nam là một quốc gia đang bước vào cái dòng chính của cả thế giới, rất là tuyệt vời. Và ngược lại đó, rất là nhiều người Việt Nam bây giờ càng ngày họ càng hiểu về đất nước, họ trở về. Bây giờ tôi nghĩ rằng là không phải là cái con số, bây giờ tôi thấy rằng là mỗi một năm không phải là một vài triệu, mà hầu hết là ở nước Mỹ là họ về, họ không nói ra thôi, ít nhất từ một nửa trở lên. Thì nhân cơ hội này thì tôi cũng xin kêu gọi là các bác an tâm mà về. Các cái thủ tục nhỏ đó nó không có gì hết á. Thật sự đó là chỉ là thủ tục bình thường, quốc gia nào cũng có, Mỹ cũng có nữa. Và đó, khi mà các bác đi qua một lần rồi, các bác về với đất nước của mình rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời, không thể nào mà tôi tả hết được. Cho nên tôi đã từng đưa tải những cái chuyến đi của tôi, những hình ảnh đó là hình ảnh xác thực. Xa lộ của Việt Nam, tức là cao tốc, không thua kém gì nữa Mỹ nữa đâu. Các bác an tâm, không có ai làm khó dễ gì các bác hết. Các bác đi nơi đâu cũng cảm thấy cái sự tự do, tự do rất là dễ dàng ở tại nước này rồi, chứ không còn như những gì mà các bác suy nghĩ trong đầu nữa đâu. Đó là tôi muốn xin truyền tải. Dạ. Và những cái câu chuyện người Việt mình thì nói là trăm hay không bằng một thấy, đúng không? Đúng vâng. Hy vọng rằng là những câu chuyện, cái thực chứng của anh Hoàng Duy Hùng về được đi thăm rất là nhiều nơi ở trong nước, rồi những câu chuyện thực chứng của anh Quang Trường cũng đi rất nhiều nơi ở Việt Nam rồi, làm việc với nhiều cơ quan trong nước rồi, đi nhiều địa phương trong nước rồi, sẽ là những cái thực chứng rất là tốt để cho cộng đồng người nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những người mà
còn chưa an tâm hoặc có một cái nhìn nó khác biệt thì có thể có được những cái thực chứng đấy ở Việt Nam, và để họ yên tâm mỗi khi có mong muốn được trở về đất nước. Cũng như là câu chuyện như các anh vừa nói là khi mà người Việt bây giờ cái đời sống nó cũng phát triển, tăng trưởng rồi, người Việt cũng đã ra nước ngoài làm ăn, đặc biệt vừa rồi là đầu tư 4 tỷ đô la công ty VinFast, mà hôm vừa rồi Tổng thống Biden có đưa ngay trên cái dòng tweet của mình ấy. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng mỗi một cái bước phát triển như thế, rồi mỗi một cái sự đổi thay như thế, rồi sự đi lại, qua lại, giao lưu giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với trong nước với nước ngoài, nó thuận lợi hơn, ngày một thuận lợi hơn. Thì đấy là cái cách để mà cái vị thế cũng như cái tạo ra cái niềm tin, đúng không? Tạo ra niềm tin giữa cộng đồng người nước ngoài, cộng đồng người Việt ở nước ngoài với đất nước nó lớn hơn. Qua đó thì nó bớt đi cái sự cách biệt nếu có. Đồng thời để chúng ta dù thế này, dù có sống ở nước ngoài, dù có sống ở Mỹ hay bất cứ nơi đâu, thì nó gần hơn. Khi mà cái tâm cảm nó gần, nó có được, thì nó gần hơn với quê hương đất nước mình. Cảm ơn anh Hoàng Duy Hùng, cảm ơn anh Quang Trường rất là nhiều. Nhưng mà trước khi chấm dứt, anh hướng cho tôi có cái câu chuyện là cách đây khoảng chừng 10 năm thôi, mà thử tưởng tượng Việt Nam có một công ty như một công ty VinFast lại đầu tư ngược lại vô nước Mỹ, mang 4 tỷ đô la, tạo không biết bao nhiêu công ăn việc làm ở nơi nước Mỹ, và đó là còn là mang một công nghệ mới là công nghệ sạch. Đó là có điều không tưởng được, nhưng bây giờ nó là hiện thực, làm cho cả nước Mỹ cảm thấy rúng động, một Việt Nam đang vươn mình dậy. Thì tại sao các bác ở bên đó không cảm thấy hãnh diện cho nước mình? Đúng không anh Hứa? Một cái sự thật rất rõ ràng. Nếu mà đất nước này không tự do, không để thoải mái, thì làm sao có những tỷ phú như ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng? Làm sao có một cái công ty như vừa đại tập đoàn Vingroup? Làm sao có VinFast đi đầu tư ngược lại? Như vậy đó là các bác hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Đây là điều sự thật khác biệt lắm rồi. Đất nước Việt Nam của chúng ta nay đang vươn mình dậy, và chúng ta, các bác đã từng nói rồi, đó là các bác chỉ mong thấy được sự thật để ôm, thì đây là sự thật đó, để ôm mẹ Việt Nam. Nếu các bác những giờ phút cuối đời của mình mà còn không dám vượt qua chính mình để ôm lấy người mẹ Việt Nam mà các bác thương mến, thì các bác có phải là người Việt Nam không? Nếu vậy các bác nói những gì với cho thế hệ sau của chúng cháu là các bác yêu mến mẹ Việt Nam có thật hay không? Chúng cháu là những người đã vượt qua được cả những cả một cái gì đó trước đây mà để chúng cháu nhìn ra được sự thật. Bây giờ chúng cháu chia sẻ sự thật đó đến với các bác, thì các bác hãy ôm lấy mẹ Việt Nam. Đó là điều mà tôi muốn xin truyền đạt với các bác ở bên đó. Tôi nghĩ rằng qua những câu chuyện như thế này, rồi qua những chuyến trở về ngày một nhiều của cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, nhất là những cái người quen, rồi những cái người chú như người bác mà anh Hùng nhắn gửi ấy, cứ về Việt Nam rồi sẽ tạo ra được những cái nét mới, tạo ra được sự đổi thay ở ngay trong bản thân mình. Tôi thì tôi luôn mong cộng đồng người Việt ở mình ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, ở California, ở Houston, ở các anh có nhiều cơ hội để được về thăm quê hương Việt Nam, du lịch cũng được, thăm thân cũng được, về sống ở quê hương cũng được, rồi tự bản thân mình sẽ cảm nhận được cái sự đổi thay, rồi cái cuộc sống ở quê hương ở trong nước như thế nào. Anh về Mỹ tiếp tục cái công việc của mình, rồi lan tỏa những cái gì mình thấy được, mình tìm hiểu được. Tôi nghĩ nó cũng sẽ tạo ra sự đổi thay. Cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn anh Quang Trường rất là nhiều hôm nay đến thăm Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi chúng ta có dịp để giao lưu chia sẻ về những điều mà chúng ta quan tâm, đúng không? Về một đất nước Việt Nam, con người Việt Nam trong suốt một cái chặng đường vừa qua đến bây giờ phát triển cũng như là hội nhập với cuộc sống của thế giới, với toàn cầu. Cảm ơn các anh rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Hướng. Trước khi mà anh em về lại Việt Nam, Mỹ, anh cho chúng tôi một cơ hội rất là vinh dự để chia sẻ những tâm tư của những người xa xứ, và đặc biệt là truyền đạt những cái khát vọng của các bác đến với mọi người. Cảm ơn anh rất là nhiều, và hy vọng rằng đài VOVN sẽ là một tiếng nói để cho các bác ở bên Mỹ an tâm chuyện này. Xin cảm ơn anh. Anh cho tôi gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe những người bạn của anh. Và mong một dịp mời các bác về thăm quê hương Việt Nam. Có một bác đã về rồi đó anh.
À, bác Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí đã về rồi. Vâng. À, mong rằng những cái chuyến đi như thế mang lại nhiều cái niềm vui cho người Việt. Bác Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí tin và đã về và ông thích lắm. Rất là thích. Cho nên tôi cũng mong rằng có nhiều bác sẽ bắt chước bác Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí, cứ về an tâm đi. Không có gì cả, ở đất nước này giang tay ra đón rộng các bác. Dạ. Vâng, cảm ơn các anh nhiều. Cảm ơn các anh nhiều. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong